Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mục Buôn bán đời sống sẽ đề cập tới tình trạng tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng, để lại những hậu quả và những lo lắng cho gia đình và xã hội. Trong mục Chuyện làng quê, mời quý vị cùng đến với xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, nơi lưu giữ được nhiều điệu múa truyền thống độc đáo mang nét đặc trưng riêng đã được chính quyền và nhân dân địa phương gìn giữ. Mục Nét đẹp duyên nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ với người bưu tá tận tâm ở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, chị Nguyễn Thị Thoan. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, để lại những lo lắng và cả những hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội. Còn bản thân các em bị ảnh hưởng đến tính mạng hoặc vướng vào vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ. Vấn đề này sẽ được chúng tôi phản ánh trong chủ đề sau đây. Trong 2 tháng gần đây, trên địa bàn huyện Tiên Lữ xảy ra 2 vụ gây rối, cố ý gây thương tích với sự tham gia của hàng chục thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 20. Trong đó, vụ xô xát đánh nhau tại xã Hải Triều tối ngày 28 tháng 7 vừa qua khiến một thanh niên bị thương nặng. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ này hẹn gặp nhau để đánh nhau với hành vi liều lĩnh, manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm. Thì tối hôm nào bọn em cũng ra cầu tập tụ chơi bời với nhau. Thì tối hôm đấy có Biên xuống, Biên mới chơi cả anh Đạt. Thì gọi anh Đạt ra nói chuyện riêng. Xong về sau anh Đạt mới đi ra bảo em là đi về nhà Tiến Anh mặc áo chống nắng đi lấy phớ đi chém thằng này. Thì em mới về nhà Tiến Anh, em mới đi lấy đồ để chém bạn kia. Mới đầu em không biết là đi đánh nhau, thì em chỉ biết là đi chơi vui rồi. Đi lên đấy thì bắt đầu về mới biết. Thì cái kinh nghiệm là giờ em không tụ tập với nhau, đi phá làng phá xóm. Điều đáng buồn là các đối tượng có những hành vi vi phạm pháp luật ngày càng trẻ, trong đó có nhiều em dưới 18 tuổi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mặt khác, gia tăng tình trạng phạm tội theo nhóm. Các đối tượng không phải tập trung ở một nơi mà từ nhiều địa bàn khác và quen qua một đối tượng trong nhóm, sau đó tụ tập, lôi kéo nhau cùng đi. Nhận thức về pháp luật của những thanh thiếu niên này còn rất là hạn chế. Đôi khi chỉ vì kích động, bạn bè lôi kéo a dua thì sử dụng những loại hung khí rất là nguy hiểm. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, tính đến hết tháng 8 năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 47 vụ với 197 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật, so với cùng kỳ năm trước tăng gần 10 vụ. Đa số các đối tượng ở độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi, hành vi phạm tội chủ yếu là gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy. Người chưa thành niên vi phạm pháp luật đều thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Nguyên nhân về phía xã hội thì công tác quản lý nhà nước một số như dịch vụ internet, nhà hàng, quán bar là chưa được tốt, dẫn đến là các đối tượng ảnh hưởng xấu từ các hoạt động trên. Đã có những hậu quả đau lòng từ các hành vi vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên. Vụ 2 thiếu niên 15 và 16 tuổi bị tử vong ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu vừa qua là một ví dụ điển hình. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 7, tại đường trục chính xã Đông Ninh, một nhóm thanh niên gồm 4 người ở xã Đại Tập xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên 7 người ở xã Đông Ninh, dẫn tới đánh nhau. Cả hai bên đều lấy vỏ chai bia ném vào nhau và sử dụng hung khí nguy hiểm. Trong quá trình lái xe máy rượt đuổi nhau, hai thiếu niên mới 15 và 16 tuổi ở xã Đại Tập đâm vào nhà dân ven đường dẫn đến tử vong. Đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Hiền, người chứng kiến vụ việc trên vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về buổi tối hôm đó. Ba mẹ con nhà tôi đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng dầm một cái. Tôi có bảo con tôi là hình như là ai ném pháo vào cửa nhà mình đổ rồi gấu ạ. Thế là tôi chạy ra đến khoảng ra cửa phòng khoảng 2 mét. Tôi nhìn thấy cái bóng đen nằm, thế là tôi quay lại tôi gọi điện cho em chồng nhà tôi là hình như có tai nạn nó đâm vào cửa nhà tôi rồi. Trước đó vào đêm ngày 12 tháng 7, tại dốc đê chợ Bái, xã Đông Kết cũng xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên ở xã Tân Châu và xã An Vĩ. Hậu quả, một thanh niên sinh năm 2007 bị thương ở đầu và lưng do bị chém, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
Thường là các cháu nó khoảng cứ tầm khoảng 20-21 giờ hàng đêm, 2-3 một người một xe không mũ bảo hiểm, phóng chạy, rồi trên vai thì vác toàn tiếp sắt mấy phóng lợn, rồi chai bia của nông dân chúng tôi bán hàng là lấy rồi ném nhau ở trên dọc đường, nên nhân dân chúng tôi rất lo sợ. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Khoái Châu đã điều tra xử lý 5 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, khởi tố gần 30 đối tượng. Trước tình trạng này có chiều hướng gia tăng, lực lượng công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn các vụ gây rối đánh nhau. Thì đội cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an các xã, thị trấn để gặp gỡ, răn đe các đối tượng thanh thiếu niên hư, phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình thường xuyên gọi hỏi, gọi những đối tượng ấy lên xã để yêu cầu viết cam kết. Đồng thời là cũng sẽ là tổ chức tuần tra để ngăn chặn những cái nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập để đánh nhau. Để không còn những vụ việc đau lòng từ hành vi vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên thì cần có sự quản lý, giám sát chặt chẽ từ phía gia đình và sự phối hợp giáo dục từ phía nhà trường. Trong năm học trước, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ có một số học sinh vi phạm pháp luật do tham gia vào vụ đánh nhau, cố ý gây thương tích. Vì vậy, ngay từ đầu năm học này, nhà trường chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, lối sống cho học sinh, yêu cầu tất cả gần 1.500 học sinh trong trường ký cam kết không tệ nạn xã hội, không bạo lực học đường, không tham gia đánh nhau, gây rối trật tự ở trong và ngoài trường, không tụ tập, chơi bời với các đối tượng xấu. Em thấy thì đây là việc làm cũng là tốt để ngăn chặn cho các bạn học sinh có những hành vi sai lệch để đảm bảo cho tốt việc an toàn đối với xã hội. Nhà trường đã yêu cầu mỗi lớp thành lập một nhóm Zalo của học sinh và một nhóm Zalo của phụ huynh, và qua đó để quản lý học sinh tốt trong và ngoài nhà trường, và nhắc nhở ngăn chặn và cái hành vi mà có thể dẫn đến những cái việc mà các em tham gia với những cái học sinh hay những người ngoài mà có không lành mạnh và có thể dẫn đến những cái hành vi vi phạm pháp luật. Lứa tuổi vị thành niên có sự thay đổi về tâm sinh lý, muốn khẳng định mình nhưng chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật, cho nên dễ bị lôi kéo vào những việc làm sai trái. Vì vậy, việc giáo dục pháp luật cho độ tuổi này đóng vai trò quan trọng để các em nhận thức được những hành vi đúng đắn, tránh tham gia vào những hành vi phạm pháp. Nếu mà đi theo các bạn xấu thì mình cũng có thể học theo các tính đấy để cũng đi đánh nhau, nên là nhà trường cũng tuyên truyền không đi a-dua theo các bạn. Sự quan tâm chung tay của xã hội đối với lứa tuổi vị thành niên cùng sự quản lý của gia đình, giáo dục của nhà trường sẽ là những giải pháp quan trọng góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên. Tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho các em tại các nhà trường và các địa bàn dân cư để các em hiểu được phương thức thủ đoạn của hoạt động của tội phạm cũng như hậu quả của tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Gia đình phải có trách nhiệm là quản lý con em của mình về thời gian giờ giấc các em, không nên mải mê công việc mà bỏ bê các cháu để các đối tượng hình sự lợi dụng lôi kéo cũng như là các cháu tham gia vào các hoạt động tệ nạn. Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu được biết đến với những lễ hội truyền thống nổi tiếng gắn liền với di tích lịch sử như đền Hóa Dạ Trạch, đền Triệu Việt Vương. Một trong những điểm thu hút sự quan tâm của người dân cũng như du khách thập phương trong các lễ hội đó là những điệu múa truyền thống độc đáo mang nét đặc trưng riêng đã được chính quyền và nhân dân địa phương gìn giữ và phát huy trong những năm qua. Đây là hình ảnh buổi tập luyện điệu múa bồng của đoàn thanh niên xã Dạ Trạch để phục vụ trong lễ hội đền thờ Triệu Việt Vương được diễn ra vào ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 vừa qua. Nét độc đáo, đặc trưng của múa bồng chính là những cử chỉ, động tác uyển chuyển, sinh động được thể hiện bởi những nam thanh niên cải trang nữ với những bộ trang phục sặc sỡ, đeo khăn mỏ quạ, trang điểm xinh đẹp. Điệu múa bồng đã từng có thời gian bị mai một, ít xuất hiện trong các lễ hội, nhưng với quyết tâm, mong muốn gìn giữ và bảo tồn lại những nét đẹp truyền thống của quê hương, những năm qua, chính quyền và nhân dân Dạ Trạch đã rất nỗ lực trong việc phục dựng, gìn giữ và phát triển những điệu múa truyền thống này. Cái điệu múa này thì tôi thấy là từ xa xưa đã có rồi.
Thế từ hồi nhỏ là chúng tôi đi xăm hội nó cũng đã thấy có. Thế rồi các cụ già là truyền lại là bắt đầu là có đền, rồi có lễ hội là sẽ có múa sinh tiền, rồi là múa múa bồng. Bên cạnh múa bồng thì múa sinh tiền cũng là một điệu múa truyền thống không thể thiếu trong các lễ hội. Múa sinh tiền được biểu diễn trong các đoàn rước và trong phần hội. Khác với múa bồng, múa sinh tiền lại được thể hiện bởi các cháu thiếu niên với đạo cụ là những chiếc sênh tạo âm thanh kết hợp cùng với những động tác múa sinh động, uyển chuyển và đẹp mắt. Hàng năm trước khi diễn ra các lễ hội, các em thiếu nhi trên địa bàn xã lại được các thầy cô giáo và những người am hiểu về điệu múa này hướng dẫn và truyền dạy. Đây cũng chính là hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp truyền thống của quê hương tới những thế hệ trẻ. Con được tập các bài múa này trong lễ hội, con rất là vui. Con thấy các động tác múa này rất đẹp. Các điệu múa sử dụng trong đoàn rước cũng như trong lễ hội rất đặc biệt so với cả các nơi khác, được địa phương thường xuyên sử dụng vào các dịp lễ hội triều tử, lễ hội triều Việt Vương. Thì địa phương sẽ thường xuyên tổ chức tập luyện, bên cạnh đó là sẽ truyền đạt cho các thế hệ trẻ để tiếp tục gìn giữ cái nét đẹp và văn hóa truyền thống của quê hương. Việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những nét đẹp truyền thống là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Nó không những gìn giữ được những tinh hoa truyền thống của ông cha, mà còn tạo ra được nét đặc trưng riêng, sự khác biệt không nơi đâu có được. Chính những điệu múa truyền thống này đã góp phần tạo nên sự cuốn hút, để lại ấn tượng khó phai trong lòng người dân cũng như du khách thập phương. Cũng giống như bao nghề khác, nghề bưu tá là nghề nhọc nhằn. Họ không chỉ đối diện với những quãng đường xa, khó khăn hàng ngày với nhiệm vụ chuyển thư từ, sách báo, hàng hóa, làm cầu nối thông tin liên lạc cho tất cả các cấp chính quyền cũng như người dân, từ thành thị đến nông thôn. Có những người bưu tá đã gắn bó và rất yêu nghề bởi họ nhận thấy niềm vui và ý nghĩa của nghề bưu tá đối với cuộc sống và xã hội. Chị Nguyễn Thị Thoan ở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu được người dân biết đến là một bưu tá tận tâm, yêu nghề, luôn cố gắng mang bưu phẩm tới người dân sớm nhất có thể. Đó là nhân vật trong mục Nét đẹp xứ Nhãn tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mỗi ngày, chị Thoan đều đặn di chuyển 2-3 lượt từ nhà tới bưu điện huyện Khoái Châu để nhận bưu phẩm. Sau đó lại phân loại, sắp xếp để giao bưu phẩm cho khách hàng. Từng ngõ ngách, từng hộ gia đình ở xã Bình Kiều, chị Thoan đều đã thuộc như lòng bàn tay. Ngày mưa bão, tức là thư từ công văn thì mình cũng vẫn cứ phải đi. Hai nữa là mình đi phát ở công ty thì chỉ đến giờ thì người ta mới cho công nhân ra lấy hàng. Mà 11 rưỡi thì mình phải có mặt ở cổng công ty. Mà nếu như không giờ đấy mà không có mặt thì phải là 7 rưỡi hoặc 8 giờ kém tối. Đấy, thì mình mới giao được hàng. 7 năm qua, chị Thoan đều đặn di chuyển trung bình 15 km mỗi ngày. Hơn 38.000 km đã đi qua và rất nhiều bưu kiện tới tay người dân. Công việc vất vả, không có ngày nghỉ, cũng chẳng quản nắng mưa. Chỉ có tình yêu nghề mới giúp chị Thoan gắn bó với công việc này. Có những cái đơn hàng nhé, hay là cái thư ấy, nhiều người người ta rất là cần. Khi mà mình gọi điện, mình giao đến cho người ta là người ta mừng lắm. Người ta cứ cảm ơn, thấy là mình cảm thấy là cũng vui. Sau hơn một tuần nhận bưu phẩm, ông Đặng Hữu Lùn vẫn chưa hết bất ngờ và mến mộ người nữ bưu tá này. Bởi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông đã nhận được bưu phẩm của các con gửi về. Tôi thì thấy vui lắm, nhờ các chị là cũng quá nhiệt tình, mưa gió rồi kia là mang đến tận nhà cho, thì thế này chúng tôi là cảm ơn. Đến với công việc bưu tá, chị Thoan cũng gặp không ít trở ngại, nhất là sự không ủng hộ của chồng. Anh sợ chị vất vả rồi không có thời gian chăm lo cho gia đình. Thế nhưng vượt qua khó khăn, tình yêu nghề của chị đã dần thuyết phục anh và các con. Mà xã mình đi một thời gian rồi cũng vui và cũng cảm thấy yêu nghề. Tuy rằng vất vả nhưng mà về nhà là cũng thấy vui vẻ. Đấy. Mà hơn nữa là cứ mỗi năm lại cầm về cho chồng cho con một sấp giấy khen nên là cũng thấy phấn khởi. 7 năm gắn bó với nghề bưu tá, chị Thoan đã nhận được rất nhiều giấy khen của tổng công ty, liên tục đạt danh hiệu bưu tá xã giỏi. Đó là sự khích lệ tinh thần giúp chị Thoan cố gắng hơn trong công việc. Nhưng với chị Thoan, niềm vui lớn hơn cả là sự yêu mến, những nụ cười rạng rỡ của bà con khi nhận được bưu kiện của mình an toàn và đúng thời gian. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.